Bà Aung San Suu Kyi được trao giải thưởng công dân toàn cầu ở New York, tin từ New York. Lãnh đạo của đảng đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi là một trong bốn nhà hoạt động nhân đạo được Hội đồng Đại Tây Dương trao giải thưởng công dân toàn cầu tại thành phố New York vào tối ngày hôm qua. Bà Aung San Suu Kyi có vinh dự này là nhờ sự cống hiến của bà cho nền dân chủ và nhân quyền ở đất nước Miến Điện. Giám đốc điều hành của Quỹ tiền tệ quốc tế là bà Christine Lagarde cho biết bà cảm thấy vô cùng hân hạnh khi trao giải thưởng này cho bà Aung San Suu Kyi. Nhà lãnh đạo đối lập đấu tranh không mệt mỏi của Miến Điện từng được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 1991 vì đã đấu tranh cho nền dân chủ trước sự cai trị độc đoán của chính quyền quân sự, dẫn đến việc bà bị quản thúc tại gia trong nhiều năm dài. Và phát biểu trước những người tham dự có mặt trong bữa ăn tối tại khách sạn Plaza là biểu tượng của thành phố New York, bà Aung San Suu Kyi nói rằng đó không phải là sự hy sinh mà đó là sự lựa chọn. Bà đã quyết định đi theo con đường mà bà cho là đúng đắn. Do đó, những việc bà làm không xứng đáng với sự khen ngợi và bà vẫn tiếp tục để theo con đường này để trả nợ cho lòng tin của người dân Miến Điện đặt lên vai của bà. Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đồng thời là người từng đoạt giải Nobel, ông Henry Kissinger cũng được vinh dự trao giải thưởng công dân toàn cầu bên cạnh bà Aung San Suu Kyi. Đây là năm thứ ba giải thưởng công dân toàn cầu được tiến hành nhằm để vinh danh các nhà lãnh đạo làm việc không mệt mỏi trên tinh thần quốc tế để giải quyết những thử thách của toàn cầu.